Xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMag và đây là Tech Daily thứ 3 ngày 16 tháng 5. Như đã biết thì Google Assistant là một trong những bước tiến lớn nhất của gã khổng lồ phần mềm nhằm cạnh tranh trực tiếp với các cái tên lớn khác như là Siri hay là Cortana trên mảnh đất trợ lý ảo hiện nay. Lúc đầu thì Google Assistant được lên kế hoạch độc quyền trên các thiết bị Pixel của công ty, nhưng sau đó Google đã thay đổi ý định và tích hợp vào nhiều thiết bị Android hơn như là Galaxy S8, LG G6 hay là các điện thoại Nokia gần đây. Cho đến hiện tại thì tham vọng của công ty ở Mountain View đã lộ rõ khi quyết tâm đem trợ lý ảo của họ lên các nền tảng di động khác, mà cụ thể là iOS của Apple, đối thủ chính của Google hiện nay. Theo đó thì Google Assistant sẽ được phát hành như một ứng dụng độc lập và cho phép tải về từ chợ ứng dụng App Store, tương tự như Assistant trên Android. Trợ lý ảo này trên iOS sẽ cung cấp các chức năng trò chuyện như trong Google Allo và chức năng kiểm soát giọng nói. Được biết thì thông báo chính thức về việc đưa Assistant lên nền tảng iOS sẽ được Google đưa ra chính thức tại hội nghị I/O năm nay, được tổ chức từ ngày 17 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, ở thời điểm ban đầu thì có thể chỉ có duy nhất người dùng iOS ở thị trường Mỹ là được trải nghiệm trợ lý ảo này mà thôi. Cùng với các thương hiệu nổi tiếng khác trong làng smartwatch chạy Android như là Samsung, Motorola, Sony, LG v.v. thì Asus cũng được biết đến với đồng hồ thông minh ZenWatch của họ. Vào năm ngoái thì công ty đã trình làng chiếc ZenWatch 3 và nhận được khá nhiều đánh giá tích cực về kiểu dáng, tính năng hay thời lượng pin. Nhưng một số thông tin rò rỉ mới đây đã cho thấy rằng ZenWatch 3 đang nhiều khả năng có thể trở thành chiếc smartwatch cuối cùng mà Asus sản xuất, bởi công ty đang cân nhắc khai tử dòng đồng hồ thông minh này, cũng như từ bỏ mảng sản xuất smartwatch trong thời gian tới. Lý do đưa ra nằm ở doanh số yếu kém của các mẫu smartwatch của Asus, khi một số liệu thống kê ẩn danh đã chỉ ra rằng doanh số hàng tháng của chúng rất thấp, chỉ đạt khoảng từ 5.000 đến 6.000 đơn vị máy trong năm 2016 vừa qua, quá thấp nếu so sánh với mức doanh số trên 1 triệu máy mỗi tháng của Apple Watch. Hiện tại thì Asus chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Và đến với thông tin cuối cùng là một tin khá thú vị về chiếc Galaxy Note 7 tân trang sắp được Samsung bán ra. Theo đó, trong một chứng nhận phê duyệt lưu hành của cơ quan tiêu chuẩn Mỹ, Viễn thông FCC và tổ chức Wi-Fi Alliance đã xác nhận chiếc Galaxy Note 7 tân trang sẽ được tích hợp chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, thay cho chuẩn Bluetooth 4.2 cũ trên chiếc Galaxy Note 7 tiêu chuẩn trước đây. Cụ thể thì thiết bị được phê duyệt từ FCC có tên mã là SMN935F, được cho là một trong hai phiên bản Galaxy Note 7 tân trang được Samsung phát hành riêng cho một số thị trường nhất định. Như vậy là sau những thông tin về sức mạnh phần cứng của Galaxy Note 7R ngang ngửa như Galaxy S8, thì việc trang bị chuẩn Bluetooth 5 sẽ tiếp tục là một thông tin đáng mừng với nhiều người hâm mộ đang mong chờ chiếc điện thoại này. Bluetooth 5 được cho là mang đến tốc độ truyền tải dữ liệu cao gấp đôi, cùng vùng phủ sóng gấp 4 lần so với chuẩn Bluetooth 4 hiện nay. Dự kiến là giá bán của Galaxy Note 7R sẽ rẻ hơn từ 30 đến 50% so với giá của chiếc Galaxy Note 7 gốc, tức là mức giá của thiết bị sẽ chỉ từ 440 USD, tương đương 10 triệu đồng mà thôi. Và vừa rồi là tất cả những thông tin chúng ta có trong bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy hứng thú với tin nào nhất, hãy cho biết ý kiến của mọi người bằng cách bình luận vào bên dưới video này nhé. Sơn Dầu, phóng viên của TechMag, tường thuật trực tiếp từ Hà Nội.